Ngôi sao Phú Yên chào tất cả anh em. Và nay ngày 16 tháng 7 em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại, gồm có chiều xuân đang cho hoa lên sam sông Hinh Phú Yên, sam núi trái Hải Châu và hồng quân ăn trái. Rồi mã số 1 là một cây Hải Châu. Cây này dáng quen nhân nha mấy anh em, thân co lét nè. Một cây quen nhân nha. Cây này đang cho hoa nha mấy anh em. Cây cành đầy đủ hết nha mấy anh em. Cây dòng lá đẹp nè, dòng lá màu tròn nè. Rồi em đo cái quanh thân là gần 6 cm nha. Quanh thân gần 6 cm, chiều cao 45. Cành rớt từ trên đây nha, nó rớt xuống đây là 37 nha mấy anh em. Rồi giao lưu anh em là 250 bao ship nhé, 250k bao ship cây Hải Châu mã số 1. Rồi qua mã số 2 là một cây hồng quân ăn trái nhé, cây bonsai nha mấy anh em. Dòng hồng quân thì quả ăn rất ngon nha, cây dòng lá rất là đẹp, cây này cho bonsai rất là hay nha mấy anh em. Cây này thân co lét nè, cây nó có cái bộ đứa nó trải rất đẹp nha. Rồi em đo cái quanh thân đây nha, quanh thân là 22, chiều cao tính từ mặt bầu lên tới trên đỉnh là 45, ngang tàng là 47 nha. Rồi cây hồng quân ăn trái mã số 2 giao lưu anh em là 300 bao ship nha, 300k bao ship cây hồng quân ăn trái mã số 2 nha. Rồi qua mã số 3 cũng là một cây hồng quân ăn trái nha, cây thân co lét nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh thân trên đây nha, là 16 cm, chiều cao là 42, ngang tàng là 40 nha. Rồi giao lưu cho anh em là cây hồng quân mã số 3 giao lưu cho anh em là 250 bao ship nhé, 250k bao ship cây hồng quân mã số 3 nha. Rồi qua mã số 4, cây hồng quân mã số 4, cây đã sống khỏe nha mấy anh em, cây dáng mẫu tử nha, mọc cốt hai thân, bờ đỡ trải thân cò lét nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh là 22, chiều cao 40, quanh góc 22, chiều cao 40, ngang tàng là 30 nha. Rồi giao lưu cho anh em là 300 bao ship, 300k bao ship cây hồng quân ăn trái mã số 4 nha. Rồi qua mã số 5 là gồm hai cây Hải Châu, dòng Hải Châu sau cầu nha mấy anh em, dòng lá nè rất đẹp nha, cây nào cũng dòng lá cũng đẹp hết nha mấy anh em. Cây này tông cao nha, cây này cái thân của nó là bằng to hơn ngon, gần bằng ngon tay cái nha, còn cây đây thì bằng ngon tỏ nha mấy anh em. Chiều cao tính từ mặt bầu lên tới trên đỉnh là gần 1 mét nha, chiều cao là gần 1 mét. Rồi qua mã số 5 gồm hai cây Hải Châu, giao lưu cho anh em là 300 bao ship cả hai cây nha, 300k bao ship cả hai cây. Mấy cây này là cao nên là tiền ship nó rất là cao nha mấy anh em, tiền đông hàng và tiền ship nó rất là cao. Mã số 5 hai cây Hải Châu, 300k bao ship cả hai cây nha. Rồi qua mã số 6 cũng gồm hai cây tông cao nha mấy anh em, cây cao thì tầm 90 tới 1 mét nha. Nè, thân này là bằng ngón tay cái nha, thân này bằng ngón tỏ nha, thân lắc nhẹ nha mấy anh em. Cây dòng lá nè cực kỳ đẹp nha, dòng lá nè rất sáng bóng nha, dòng này quả rất sai nha mấy anh em. Rồi 300k bao ship mã số 6 gồm 2 cây nha mấy anh em. Rồi qua mã số 7 cũng gồm 2 cây nha, cây này cũng đã đi dây định hình hết rồi nha mấy anh em. Có dòng lá nè, dòng lá rất đẹp nha, cây dòng lá nè rất đẹp nha mấy anh em. Cây này thì em đo cái quanh thân là 7 cm nha, chiều cao 50, và bên đây là hoành 80, hoành 8 cm, chiều cao cũng là 50 nha.
Rồi 300k bao ship cả hai cây nha. Mã số 7 hai cây Hải Châu, 300k bao ship cả hai cây. Rồi qua mã số 8, một cây Hải Châu mã số 8, cây bờ đớ nè. Đó, em quay bờ đớ cho anh em xem nha. Cây bờ đớ khá là mạnh nha. Mọc cốt collect nha. Cây này đang trái rất là xài nha mấy anh em. Giờ mà Hải Châu xong câu là trái là anh em yên tâm nha. Đó, trái nè. To mà trái rất xài nha. Chín chùm chùm luôn nha mấy anh em. Đó, trái quay trái cho anh em xem nha. Trái rất là xài nha. Cây mọc cốt bờ đớ của nó nè. Cây này bờ đớ của nó rất là dũng dàng nha. Cây này anh em trồng đưa cái bộ đớ cao lên chút nữa là rất là đẹp nha. Anh em giờ sang vô chậu đẹp là rất là ok nha. Cây phong tàng tàng dù nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh gốc đây là 10, quanh eo đây nha, 16 cm nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 65. Ngang tàng là 50 nha. Rồi cây Hải Châu mã số 8 giao lưu cho anh em là 900 bao ship nha, 900k bao ship. Cây này em bán sẽ cho anh em luôn nha, thu hồi vốn nha, 900k bao ship. Cây bao trái cho anh em nha. Đấy, rất to mà trái rất sai nha. Rồi qua mã số 9 là một cây sam núi trái nha. Cây trái này nha mấy anh em, dòng trái rất to nha. Bằng cò lét nha. Cây thân cò lét nha, bờ đớ nè. Cây bờ đớ nè, rất dũng dàng nha mấy anh em. Rồi em đo cái quanh là 15 cm nha. Quanh eo 15 cm, quanh thân trên đây là 8 cm nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 55. Ngang tàng là 40 nha. Rồi giao lưu cho anh em là 450 bao ship nha. 450k bao ship cây sam núi trái mã số 9 nha. 450 bao ship, bên em là chậu xi măng là không có ship nha. Anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bầu cẩn thận gửi cho anh em. Rồi qua mã số 10 là một cây linh sam sông Hinh Phú Yên nha mấy anh em. Cây này được trồng từ nhỏ nên là không có mạch cắt nha. Cây cành già một cây đổ nha mấy anh em. Cây đổ nè, bờ đớ nè. Cây cúc đổ bờ đớ khá to nha. Cây cành nè. Cây thành phẩm nha mấy anh em. Cây cành rất là già, mịn tàng hết nha. Cây đổ thân cò lét nha. Rồi em đo, em quay cái bộ đớ cho anh em xem này. Bộ đớ anh em yên tâm nha. Em đo cái quán yêu thân đây nha. Yêu thân vô đây là 14 cm. Chiều cao tính từ mặt bầu lên tới trên đỉnh là 30. Ngang tàng từ bên đây qua bên kia là 46 nha. Tàng đổ từ xeo đây nó đổ tới trước là 80. Cây này tàng, cái cân đổ của nó khá dài nha mấy anh em. Cân đổ nó 80 nha. Rồi giao lưu cho anh em là 700 bao ship, 700k bao ship nha. Cây rất già nha mấy anh em, cây nuôi rất lâu em nha. Dòng lên xem trong hình thì họ nó cho anh em nha. Cây này nó vừa cho họ xem nha mấy anh em. 700k bao ship mã số 10, cây linh sam sông Hinh Phú Yên, cây rin nha mấy anh em, cây rin. Rồi qua mã số 11 là một củ chiêu xuân nha, đang cho hoa nè. Dòng mà chiêu xuân thì hoa nở rất là thơm nha. Cây này củ đớ nè, đó, cò lét rất là bái cây nha. Rồi em đo cái quanh là 56, chiều cao là 55, quanh 56, chiều cao 55. Cây đã sống khỏe quá, đã cho hoa nha. Rồi, giao lưu anh em là 350 bao ship nha, 350k bao ship cây chiều xuân mã số 11 nha. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào đã xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Rồi chào anh em.